Những thứ mà nó rất là hay mà mình cũng không có biết. Hôm nay mình phát hiện ra là khu vườn của mình có một cái mà mình thấy rất là hay. À, khu vườn của mình thì vừa mới trồng ném này. Còn đây là cây đu đủ này. Còn đó là cây bưởi này. Rất là nhiều đồ. Nhưng trong này có một cái rất là đặc biệt. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thấy một cái rất là hấp dẫn luôn. Đây là cây gì các bạn biết không? Đây người ta gọi là cây bông nỗ. Gọi là cây bông nỗ bởi vì người ta hái như thế này. Cái này bị xì rồi. Cái khác này. Đây. Cây nào mà còn tròn như thế này nó sẽ kêu. Đó các bạn nghe chưa? Tiếng kêu kêu cục. Nhưng các bạn biết trong này có cái gì không? Nó là một cái rất là hay mà mình vừa mới phát hiện ra. Các bạn để ý nha. Đi lên. Rồi. Đây các bạn thấy này. Các bạn thấy không? Đây này. Đấy là hình trái tim đấy. Đây hình trái tim. Ừ, cho các bạn mà coi cái trái tim này. Đấy thì đẹp lắm này. Ơ, nó con. Mà thấy không? Đâu xa cả. Đây là trái tim. Đây là một trái tim. Từ như một cái hột như thế này thôi. Tự nhiên là xuất hiện một trái tim vào trong đó. Thật là hấp dẫn đúng không? Các bạn có thể vào khu vườn của mình nhá. Ở đâu có những cái hột như thế này. Các bạn tìm. Đấy, đẹp không? Trồng cái quả này nha, trồng cái quả này nha. Đây. Chào các bạn nha, chúc các bạn sẽ tìm thấy được nhiều thứ thật hấp dẫn trong khu vườn của nhà mình nha.